Mày vỉa đấy. Cái trường hợp mà con trai mà rủ con gái đi lắc ấy, để dê bệ vỉa, thì trong mỗi giai đoạn là ông nào cũng có. Ông nào cũng có mà bà nào cũng có. Ông nào cũng mà kiểu rủ đi bay là đi mẹ 100% là đến 95-99% là vỉa. Thì thường thường nhiều ông công nhận, mình cũng đi với nhiều người, mình quen biết nhiều người thì cũng có quả nhiều nhiều con vợ con trai ấy. Chơi mấy anh em, nhưng mà mình không nói tên được, mấy ông em dẻo mồm thật. Địt mẹ mày à, rủ đi chơi nhá. Mình là mình cũng đi cùng thôi, nhưng mà mình đi cạnh. Mình kể một câu chuyện này là có thật. Ông em này nếu mà nghe thì ông em mới biết đấy. Ông em mới nghe là ông em hiểu đấy. Rủ đi chơi bời ăn uống xong rủ kiểu bay lắc đấy. Để thịt con nhà người ta đấy. Nhưng mà con ai biết đâu con nhà người ta cũng muốn thịt của mẹ ăn được. Cũng cái tầm mà em ơi, cái tầm hụt Milo ấy, một cái viên kẹo vào rồi thì cái máu dâm làm tí nước biển vào rồi thì cái máu dâm nó lên thì má ơi luôn. Mơ lúc đấy hơi sun một tí thôi nhưng mà vẫn lở được, hiểu không? Mẫu đơn trong tuyết còn lở được mà, không chỉ là mơ nhờ. Thì nói chung là nhiều ông con trai khéo mồm. Anh thì nói thật, anh đeo khéo, anh thô lắm, anh nói thẳng. Thì mẹ mày kiểu đi ăn đi uống ấy, mấy ông em đấy giỏi, dê bệ giỏi. Lúc phê kẹo mà nhá, vỗ hiểu không? Sờ chân sờ tay nhẹ nhàng lắm, giọng nhẹ nhàng lắm. Con vợ kia ới phát kiểu đứng cạnh đấy, kiểu tích kè, ui xời, tích kè là mãi đỉnh luôn. Em khát dù chạy lấy nước ngay, em khát chạy lấy nước này, em ăn gì lấy nước này, ngậm kẹo đi vỗ này. Ô, em cảm thấy nào rồi? Kể ấy mẹ mày, em cảm thấy nào rồi? Về lắm, ngồi tâm sự nói chuyện, kể chuyện đấy, trong tay cứ mon men kiểu đi mẹ mày lau bên ngoài đấy, kiểu vìa đấy. Thế luôn là cứ em khát em ấy xong rồi. Nhưng mà lúc mà đang phê, đang phiêu nhá, ông con trai nào mà có tí tâm lý nhá, đưa viên kẹo buồm ngậm đi này, làm cái khăn mặt ra đắp mặt cho này. Đi mẹ mà hôm mình đi, ông em đang nói chuyện, mới đầu ông em vào nói chuyện thế vậy, kiểu đang nói chuyện là ở đây kể chuyện tí anh này, em ăn kẹo nhá, xong em khát nước, ông em lấy nước cho em uống này, là uống nước này, xong kể chuyện đời tư một tí, xong kiểu trả vờ kiểu tích ke, kiểu quan tâm quá ấy. Con vợ kiểu khoái rồi. Mà cái tầm mà đã phê nhá, nói chuyện mồm á, phải thỏ thẻ nói nhỏ nhỏ vào tai ấy. Đấy, chứ đừng có địt mẹ mày nói to này là công hỏng đấy, hiểu không? Xong địt mẹ cái thằng Hoàng Trường này đang kể chuyện mày lại ra cút lâm tới bố mày à? Thì đang kiểu tích ke đấy, nước lôi các thứ này. Ui, ông nào mà lại tâm lý sắt sao, hiểu không? Quan tâm con vợ, hết lút luôn, kể chuyện nhẹ nhàng, anh em tình cảm, tay vỗ tay về, hiểu không? Tay thì thẳng cứ vỗ về, đây. Địt mẹ thằng em mình giỏi thật. Vừa mới quan tâm nói chuyện chơi được có địt mẹ tầm 2-3 tiếng này, xong quan tâm đấy như kiểu mình nói vừa rồi đấy. Kể chuyện ông lấy khăn ướt đắp vào mặt ấy, xong làm hai đường ke vãi lùn quay ra quay vào, đã thấy ông ngậm tì rồi, địt mẹ thế mới tài, nhanh thật. Quay ra quay vào đã thấy địt mẹ mình đã thì cũng biêng biêng rồi, mình quay ra quay vào đã thấy ông em ngậm ngay quả hột lạc rồi, thế mới tài. Cái đây nó hay thật. Vừa mới gặp mà nó làm cho nhau nó gần gũi nhau như đi mẹ mày huynh đệ trăm năm không gặp, như là mãi mãi bên nhau luôn rồi, thế mới hay, tài thật. Vừa mới đi mẹ mày nói chuyện, đưa cho anh cốc nước, đưa cho em yêu cốc nước, xong kiểu yêu vợ nhớ tay vỗ tay về, phát đắp khỏi khăn mặt, quay vào đã thấy cái tay đi mẹ mày ông em đều ngậm ngay của ti luôn, thế mới kinh, giỏi thật. Mình thì cũng chưa đặt đến cái cảnh giới mà đi mẹ mày tốc độ nhanh đến thế đâu. Sợ thật, vừa nói câu ra câu vào phát mồm ngậm tí luôn. Nhờn. Đi mẹ mày vỗ về tí xong thế thôi. Cái tầm đã mồm đã cắn hột lác cơ gì thôi, đúng không? Mồm mà đã ngậm hột lác cơ gì thì thôi, các con vợ ơi, lên đường luôn, lên đường trong đêm luôn đi. Quay ra quay vào đã đi mẹ mày ngậm quả tí rồi. Đang kể chuyện nên là mọi người đừng có hỏi những cái câu chuyện bên lề là anh làm tiếng mũi củ lồn làm léo làm lắm đấy. Làm muỗi xong rồi thế nó hẹn biển lắm, mai anh đưa vợ đi ăn, mai anh đưa em đi ăn, mai anh mua cho cái lọ nhớ luôn này, mua các kiểu luôn, yêu luôn, yêu gì nước hoa các thứ này, tặng luôn son này, nhờn này, tặng thì nhớ luôn này. Đi mà quay đầu vào đã ngậm mê quả tì rồi, thế mới hiểu đúng rồi, huỳnh đệ lâu lắm không gặp.
Em chào anh Long ạ, em bằng năm nay có lớp 9 thôi, xem anh để học hỏi được nhiều thứ đỡ trẻ con hơn. Địt mẹ cái thằng Trung Đức Hoàng này. Mày lớp 9 mày có là bao nhiêu tuổi? Mày có 10, 14, 15 tuổi. Bố mày tận 30 tuổi mày đi mày vào mày gọi bố mày hơn mày hơn tận mày 14, 15 tuổi mày vào mày gọi bố mày là anh. Mẹ thằng danh con. Sợ lắm, nói chung là. Nói chung là thôi, cái tuổi mình đến đây là 30 tuổi rồi. Cái tuổi mình đến đây là 30 tuổi rồi. Mình trải nghiệm, mình trải nghiệm như thế là ok rồi. Mình vượt qua đấy rồi. Bây giờ đến lúc là mọi thứ đã là dừng. Bây giờ đến lúc là đi kiếm tiền, đi kiếm tình yêu, đi kiếm vợ, mãi bên nhau vợ nhá. Đấy, hả? Mãi mãi là của nhau nhá. Đấy. Ô, 10k rồi à? Chụp ảnh nhá. Đấy, 10k1 đi chụp cho đẹp. Hết tuổi rồi. Minh Khánh Trần ơi, không hiện lên, không thấy comment hiện đâu Minh Khánh Trần ơi. Minh Khánh Trần ơi. Không hiện lên, không thấy hiện comment lên livestream đâu. Chụp rồi em ơi, 10.003 rồi. Chụp rồi, 10.003 rồi. Đăng Insta quá nhé. Mọi người follow Insta của tôi đi. Duy Đặng Long viết liền. Nói chung ấy là bảo rồi, tuổi thanh niên, tuổi con trai, tuổi mới lớn, tuổi bước vào đời, tuổi gọi là va chạm, tuổi trưởng thành, ai cũng trải qua hết những cái tôi từng kể. Ai đều trải qua những cái thứ tôi từng kể hết. Đây là tôi chả dạy ai cái gì mà cũng đi mẹ mày đéo là nói ai cái gì, tôi chỉ kể cái quá khứ của tôi đã trải qua thôi. Còn cái quá khứ của các ông nhà thì biết thì đéo được. À đây, kênh YouTube có rồi đây mọi người ơi. Đây mọi người ơi. À, mọi người vào cái anh Giang vừa comment này mọi người này. Là Ita đấy. À nhầm, là kênh YouTube của tôi đấy. Mọi người vào kênh YouTube từ từ đi nhá. Mọi người vào kênh YouTube của tớ đi. Follow đi. Mọi người cho một lút đi. Anh sống về đêm à? Ơ thằng Nguyễn Minh Đức là thằng này ngáo nhở. Vãi luôn, bây giờ dịch bệnh đang như này thì cả Việt Nam mình đang phải không đi chậm các thứ, không được ra ngoài đường mà lại bảo sống về đêm. Đêm không on làm đéo gì. Mọi người thì vào quả follow kia cho mình cái quả của kênh đi, đăng ký đi. Bao nhiêu người bảo mà thử xem là mọi người có cho được phát không. Có con vợ cứ bảo anh Long lập YouTube đi, lúc lập các con vợ đéo tham gia gì cả. Mãi bên nhau anh nhá. Mãi bên nhau Uyên nhá. Thì mẹ mà các con vợ đấy mà có dịp mà ngồi với mình thì nó là ly biệt cuộc tình luôn. Mẹ gặp ông bà nào mà chơi với tôi thì cười vãi lồn luôn. Cười nhớ luôn ý. Tấy không à? Cơm cháo đi chưa? Mãi bên nhau em nhớ. Minh Khánh Trần ơi, không thấy comment đâu Minh Khánh Trần ơi. K
hết dịch làm quả ọp nhờ. Bây giờ nhá, bây giờ anh em mình sẽ nói về quả vấn đề là ọp. Bây giờ mà hết dịch nhá, anh em mình sẽ làm quả ọp ở ở group Vẩy Khế Cùng Long đấy. Thế cho nên là vấn đề ọp ở đây